Thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam ghi nhận tại một số huyện có diện tích trồng điều lớn tại Bình Phước, nhiều vườn điều đã có ra hoa trên 50%. Theo đánh giá của Hiệp hội thì năm nay vụ mùa đến khá sớm, nhưng sản lượng đến thời điểm này vẫn còn khá ít. Theo ghi nhận tại một số huyện như Bù Đăng, Bù Đớp, Bù Gia Mập, Phước Long, tỉnh Bình Phước, lượng điều ra hoa trên 50% đã khá phổ biến và hiện đã có khoảng 10% trái chín hoàn toàn. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, mùa vụ điều năm nay đến khá sớm so với mọi năm, nhưng sản lượng đến thời điểm này vẫn chưa cao. Mùa vụ chính điều năm nay cũng phải đến giữa tháng Giêng âm lịch ở Bình Phước và cuối tháng Giêng đầu tháng 2 âm lịch ở Đồng Nai. Hiệp hội này khuyến cáo các doanh nghiệp hết nguyên liệu có thể tranh thủ mua vào dịp Tết để khai trương sản xuất ngay sau Tết, còn các doanh nghiệp còn nguyên liệu vẫn có thể an tâm chờ đến sau Tết. Hiện nay giá điều thô đầu vụ trong nước đang được mua ở mức từ 27.000 đến 29.000 đồng một ký tại Đồng Nai và Bình Phước, giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với 2 tuần trước. Riêng điều nhập khẩu giá được giao dịch tại kho ngoại quan thành phố Hồ Chí Minh là từ 32.000 đến 33.000 đồng một ký. Tiếp tục các thông tin liên quan đến ngành điều, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỷ lệ cây điều già cỗi sâu bệnh hiện đã chiếm đến 29,5% tổng diện tích điều nguyên liệu và đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Việc này đã làm giảm năng suất cây điều cũng như thu nhập của người nông dân. Và nhằm hỗ trợ nông dân tăng năng suất thì chất lượng cây điều, Hiệp hội Điều Việt Nam đang triển khai dự án ghép cải tạo vườn điều. Chúng tôi đã có trao đổi với ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam xung quanh dự án này. Thưa ông, là được biết là Hiệp hội Điều Việt Nam đã tiến hành cái dự án ghép cây để cải tạo vườn điều ở một số địa phương như là Bình Phước, Đồng Nai. Thì cụ thể thì hiện nay cái dự án này đã được tiến triển đến đâu rồi ạ? Cái dự án ghép cải tạo vườn điều năng suất thấp, chất lượng kém để thành cái vườn điều trẻ hơn, năng suất cao, chất lượng tốt hơn thì được Hiệp hội Điều Việt Nam là đầu tư trong cái giai đoạn là 3 năm 2014, 2015, 2016 thì hiện nay đã thực hiện được trên 1 năm rồi. Thì chúng tôi làm ở 40 cái điểm trình diễn, trong đó là Bình Phước là 30 điểm và Đồng Nai là 10 điểm. Thế hiện nay thì cái kết quả là rất là tốt, và cụ thể là vừa rồi là trong cái chuyến mà làm việc tại Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát có đi thăm các cái mô hình đó và ông cũng đánh giá rất là cao. Chung là trong cái giai đoạn hiện nay, cái ghép cải tạo vườn điều theo cái đề án của hội là cái giải pháp rất là phù hợp, rất là thông minh. Trước cây điều thì cây cà phê đã bắt đầu lên cái việc là tái canh trong một cái thời gian cũng đã khá lâu rồi, và họ gặp cái vấn đề là nông dân họ không muốn tái canh vì họ phải có một cái thời gian chờ không có thu hoạch khi mà đợi cái cây nó có cái sản phẩm. Thì đó có phải là lý do Hiệp hội Điều quyết định là chọn cái mô hình là cải tạo thay vì tái canh hẳn cây điều hay không ạ? Thực ra thì điều thì nó cũng có một số cái chuyện nó cũng khác bên cái cây cà phê hoặc là cây cao su. Nhưng mà nông dân ấy thì như thế thôi, nông dân cái gì có hiệu quả thì họ làm. Nếu mà tái canh cái điều ấy thì hiện nay cũng có những vùng họ tái canh. Ví dụ như Campuchia chẳng hạn, là năm ngoái đến năm nay là họ trồng mới rất là nhiều. Ở Bình Phước cũng có trồng mới. Thế nhưng mà nói chung ấy là cái trồng mới nó khó khăn, nó tốn kém cái thời gian, rồi tốn kém cái vốn đầu tư hơn là cái ghép cải tạo. Thì chúng tôi cho là cái giải pháp ghép cải tạo nó phù hợp hơn với cái điều kiện kinh tế của những cái gia đình mà cái thu nhập người ta còn chưa cao. Tuy nhiên thì cây điều vẫn bị coi là cái cây mà trồng ở những cái vùng đất mà không thể trồng các loại cây khác, và người nông dân họ sẵn sàng họ thay thế khi có các loại cây khác có thu nhập cao hơn. Thì có phải cái tư duy này nó cũng là một phần ảnh hưởng đến cái việc năng suất của cây điều hiện nay hay không ạ? Đối với những người mà người ta trồng thâm canh được, người ta có kỹ thuật, người ta có vốn, người ta có cái giống tốt, thí dụ vậy, mà mỗi năm người ta làm 3-4 tấn một hecta thì rõ ràng là người ta phải thâm canh. Và không thâm canh năng suất mà dưới 2 tấn chẳng hạn là người ta bị lỗ. Thành thử ra cái số đó là cái số mà những cái người nông dân đó là những người nông dân chúng tôi gọi là có tri thức. Còn có một số cái vùng khác, đặc biệt là thí dụ như vùng dân tộc thiểu số, cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, cái khuyến nông khuyến công gì đó chưa tới với người ta. Thậm chí là người ta trồng điều theo kiểu 3-0, tức là không chăm bón, không là dùng thuốc bảo vệ thực vật, không tạo tán tỉa cành, năng suất thấp lắm. Năng suất thấp lắm thì những cái vườn điều đó thì nói chung là không hiệu quả.
bên cạnh cái biện pháp cải tạo thì mình có cái cách nào đó để làm cho tăng cái năng suất của cây điều hay không ạ? Mỗi một năm thì chúng tôi dự kiến là sẽ tổ chức hàng trăm cái chuyển giao cái kỹ thuật ghép và chuyển giao cái công nghệ cải tạo cũng như là khuyến nông cho cây điều ở các cái địa phương mà nằm trong cái quy hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trước hết là năm nay thì hiệp hội cũng bỏ ra 1 tỷ để mà tổ chức những cái lớp cũng như là tạo những cái mô hình như là chúng tôi đang làm, và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát ấy, thì cũng đã hứa là cũng dành cho hiệp hội 1 tỷ nữa. Thế rồi các cái doanh nghiệp họ có thể đóng góp thêm, thì hy vọng là trong 5-10 năm tới thì chúng ta sẽ có một cái vùng nguyên liệu là có cái vườn điều năng suất cao, chất lượng tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.